Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. À, chúng ta đến với đảo quân sự ở đây. Nhận xét theo cái vòng bò này thì mình sẽ lựa chọn cho anh em cái địa điểm nhảy mình cảm giác nó ok nhất. Tất nhiên là anh em sẽ lựa chọn những cái địa điểm nhảy cuối bo. Và đây, anh em thấy chưa? Nó gần sát đập thủy điện luôn. Thì anh em sẽ nhảy ở cái khu trên này một xíu này, vòng qua làng gốm và ra đập thủy điện ở đây. Đó, sẽ là cái chiến thuật mà anh em chơi game. Let's go anh em. À, đến giờ mọi người, và anh em nhớ thì mang theo cái máy quét nha anh em, nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều. Đó. Rồi nha anh em, nhìn thấy đã có mục tiêu nha, như vậy là chúng ta sẽ phải thay đổi hướng bay một xíu. Thay đổi hướng bay một xíu. Ở đây thì anh em có thể là đáp nhảy dù xuống tại mấy chỗ lều cũng được, quay trở lại phía sau. Đó, bạn ấy đã đổi hướng rồi anh em, không cần phải bận tâm lắm. Ok mọi người, tranh thủ loot đồ được cho mình những cái trang bị ngon. Có xe. Tầm này thì anh em sẽ cần phải né. Nhưng mà thằng kia nó sẽ không nhìn thấy anh em đâu. Chúng ta chỉ cần là chạy theo cái đường cầu và như thế là ok thôi, đơn giản mà anh em. Đấy là cách để cho anh em né nha. Qua đây. Chúng ta có căn nhà Doraemon. Nó đã phát hiện ra mình rồi à? Vâng, như vậy là cái địch của chúng ta đã lên trên cầu rồi nha anh em. Các bạn có thể là hoàn toàn quay trở lại cái vị trí này. Đó, anh em rút đồ ok thôi. Đầu trận thì anh em nên tránh giao tranh cho mình, vì thế nó sẽ là một kỹ năng giúp cho anh em sống dai và được cộng điểm rank, lên rank nhanh chóng, lên được những cái vị trí rank mà anh em yêu thích. Ok đây rồi mọi người ơi. Qua đây, mình sẽ ưu tiên tất cả đồ cho khẩu SK, bởi vì M451 bắn tốc độ nó khá là chậm. Cũng như ở đây chúng ta sẽ có được thêm một cây MP5 nữa, súng tiểu liên hỗ trợ cho anh em bắn ở gần. Nòng súng 2 chúng ta cũng sẽ ưu tiên cho luôn khẩu SK. Xem nào, chúng ta sẽ có gì nào mọi người ơi. Ok. Tầm này thì anh em nên tránh những cái khu kia ra. Kho quân sự cũng là một khu đông người, như vậy chúng ta nên chạy theo cái khu vực này anh em ơi. Tiếp tục loot đồ ở trong khu vực đập thủy điện. Tầm này thì nó sẽ là một cái chiến thuật vô cùng là an toàn để cho anh em chơi. Đó, dành cho những anh em nào muốn sống dai. Từ giờ mọi người, xin chào tất cả anh em đã đến với lớp học của thầy giáo kẹo nha. Lớp học leo rank thần tốc dành cho những anh em nào muốn leo rank thần tốc mà lại không biết cách leo rank. Có người anh em có thể là bỏ qua, bởi vì đầu trận mình không khuyến khích anh em gọi là giao tranh với kẻ địch. Nó sẽ giúp cho anh em gọi là nó sẽ khá là hại, bởi vì anh em có thể là bị hao tổn mũ giáp các thứ, thì anh em khá là khó để sống dai. Còn nếu như những cái trường hợp bắt buộc phải giao tranh thì em có thể sấy nó một kill. Đó là những cái trường hợp bắt buộc khi mà anh em phải giao tranh nha. Bởi vì khi có cái địch cản đường mà anh em lại không thể lui. Tiếp tục đến với những cái kinh nghiệm tiếp theo thì xin mời mọi người theo dõi. Ở đây ngày hôm nay mình không hứa sẽ giúp cho anh em lên được huyền thoại, nhưng mà anh em leo rank hỏa tốc cùng mình. Đấy, người ta gọi là leo rank thần tốc luôn anh em ơi. Thì nó sẽ khá là đơn giản thôi. Ok, các bạn có thể là mở full ba lô lên luôn cũng được anh em ấy. Mở full ba lô lên để loot đồ này. Sau khi mà anh em đã loot xong, anh em có thể là nhanh chóng rời đi. Nên trang bị giảm thanh cho những cái khẩu súng trường, gọi là những cái khẩu bắn chính ở tầm trung và tầm xa. À, được rồi mọi người. Tầm này chúng ta sẽ tiếp tục chạy theo những cái rìa bo. Tất nhiên là chúng ta sẽ chạy theo rìa bo thẳng theo cái hướng mà anh em sẽ ra được cái khu vực này, ngoại thành. Đó, anh em nên tránh cho mình ở cái đường lớn nhá, bởi vì là cái địch nhiều khi cho nó đi xe, cho nó cán qua người mình cái, anh em sẽ không có vật cản để đỡ.
Rồi ok mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục qua đây mọi người ơi, chia sẻ cho anh em kinh nghiệm leo rank thần tốc. Được rồi, và đây mình sẽ qua đây anh em. Đây chính là khu vực ngoại thành. Anh em chỉ cần chạy theo những cái hướng dẫn này, những cái kỹ năng mà mình đã hướng dẫn anh em, có thể là chạy bo thì anh em sẽ sống dai. Và tất nhiên là cái việc cộng điểm lên rank nó cũng đơn giản thôi. Ok mọi người, và đây anh em thấy chưa, chúng ta vẫn đang rất là an toàn. Trong khi đó thì số lượng người chơi ở trong trận đấu này đã vơi đi một nửa rồi. Qua đây thì chúng ta sẽ lại tiếp tục trận đấu thôi anh em. Đó, với những cái trường hợp như là anh em dẫm phải mìn thì khá là khó nhai, bởi vì là mìn chúng ta không biết là nó ở đâu được anh em ơi. Nhiều khi anh em chạy vào nhà nhanh quá đấy. Ngoại thành cũng sẽ có một số đứa chúng nó núp ở đây anh em ơi. Thế nên anh em sẽ phải cẩn thận trong những cái đường đi nước bước nha mọi người. Vấn đề chính là anh em sẽ cần nạp theo cho mình một xíu EP hỗ trợ cho anh em. Khi mà anh em bị bắn nó sẽ hỗ trợ cho anh em bơm máu này, hình như là 1 giây tăng 1 EP vào HP. Với tình huống này anh em có thể là chạy thẳng qua đèo đá luôn. Đó, đèo đá nó sẽ có một số chỗ để cho anh em thủ khá là ok. Theo cái kinh nghiệm chơi game của mình là như vậy. Tầm này thì anh em cứ chạy thẳng qua đèo đá nhé, và kiếm lấy một cái chòi nào đấy, anh em ngồi thủ đó, tất nhiên là anh em sẽ sống dai rồi. Không hứa giúp cho anh em lên huyền thoại, nhưng anh em cộng điểm lên anh. Đơn giản thôi, với những cái kỹ năng, những cái kỹ thuật mà mình đã biết rồi. Ở đây thì những bạn pro có thể là bỏ qua cái livestream của mình nha, bởi vì là anh em, những anh em như thế anh em đã có được rất là nhiều kỹ năng rồi. Ok mọi người, vâng, vẫn theo cái đường đi cũng như là chiến thuật của mình. Với cái thành tích hình như là mình chơi 6.000 trận Free Fire rồi, đã tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm rồi thì chia sẻ cho anh em. Ok, mình mới có 4 túi máu thôi. Với cái ba lô 3 thì mình sẽ lượm thêm túi máu đi. Đấy, anh em nên nhớ nhá, là khi mà anh em loot đủ đồ, tức là anh em đã có được giáp 3, mũ 3 hoặc ba lô 3, thì anh em mới lên nên gọi là thủ ở những cái trò như thế này. Đấy, được chưa anh em? Rồi hello mọi người. Sau khi mà lên trò thủ, anh em vào thẳng phía trong cho mình nhá. Đó, như vậy lúc này anh em có thể là thảnh thơi cho đôi tay, và anh em chỉ cần gọi là anh em lắng nghe thôi. Anh em lắng nghe tiếng chân địch thôi anh em ơi. Ok, và đây nút bắn thì tất cả mọi thứ mình để mặc định, mình không hề có thay đổi một xíu gì cả. Đó, đấy là cái lối chơi của mình. Tầm này thì anh em có thể là thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn đôi tay, cũng như là mình trao đổi kinh nghiệm cho anh em thêm. Thì đối với những cái trò như thế này, khi mà anh em ngồi ở cái vòng phía trong nhá, nó sẽ tuyệt đối an toàn luôn. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy là đây, anh em thấy chưa, vị trí đồ này cũng cao nhưng mà để bắn được vào trong này hầu như là không thể. Đó, cũng như là những cái khu xung quanh này như vậy. Và các bạn cũng sẽ cần theo dõi trong bo nữa. Mình đang nằm gần, rất là gần với trung tâm của bo này. Như vậy là bo tiếp theo thì khả năng cao nó cũng sẽ thu gần tại đây thôi. Đó, và anh em có thể là lựa chọn cho anh em những cái bước di chuyển ok, cũng như là ngồi ở trò anh em sẽ tránh được những cái vùng danger bom rơi. Ok, mình thì ăn tối rồi. Và xin chào tất cả những học viên đã đến với lớp học của thầy giáo kẹo nha anh em. Thầy giáo ngày hôm nay hướng dẫn cho những cái bạn mới chơi, cũng như là những cái bạn mà muốn leo rank nhanh, leo rank thần tốc, để có thể là đủ điều kiện vào những cái quân đoàn như là người ta yêu cầu cần rank kim cương hay là gì đấy. Thì anh em có thể là chủ động đấy, chơi game leo rank rất đơn giản, cũng như là thoải mái đôi tay. Anh em chơi game sẽ không cần căng não nha. Rồi anh em, nhảy lên vẫn bắn được hả tú ơi? Tầm này thì rất là khó bắn nha, hầu như là không thể bắn được nha tú ơi. Đây, bởi vì là em nhìn xung quanh cho anh nhá, bên trên nhá, về cái phía đồi này bắn nó sẽ rất là khó là vào đây nhá. Đấy, khi mà em ngồi ở tấm kiểu này, đó, nó sẽ là một cái góc, coi như là góc chết luôn, cực kỳ khó bắn. Ok mọi người, và anh em thấy chưa, với cái bo này thì ok, mình sẽ lựa chọn cho anh em xem. Thì bên cạnh nó sẽ có một cái khu vực tháp nữa, và cũng là một cái chòi canh, đã đến lúc mà anh em phải di chuyển rồi.
thì đối với bọn này anh em sẽ nên di chuyển trước cho mình nha. Cứ chạy thẳng qua cho mình thôi. Thì về cái phía này nó sẽ liên quan về phía đảo dừa nữa. Tí nữa đứa nào chạy đảo dừa có thể là cũng đông phết anh em. Cũng như là anh em check kỹ trò nhá. Trò kia theo như cái dự đoán của mình chưa có người. Ok ok. Trên tay thì mình đang cầm cái khẩu MP5. Có thể là bắn hơi khó khăn một xíu nhưng mà cũng được anh em ấy, không lo lắng lắm. Đó, tầm này thì anh em sẽ thủ ở cái trò này. Hợp lý. Rồi đơn giản thôi. Thì tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nhận xét về cái vòng bo này nhá. Vị trí này anh em sẽ là ngồi ở vị trí gì à? Như vậy tí nữa kiểu gì nó cũng sẽ thu tại những cái khu như thế này. Thì anh em sẽ phải nhanh chóng di chuyển mà thôi. Đối với khi mà anh em đã ngồi đây rồi thì những cái khu vực xung quanh này chạy vào rất là đông. Và vòng bo này anh em sẽ cần phải xử lý thật là nhiều những cái thanh niên hơn anh em ơi. Được rồi mọi người. Vào đây. Úi dồi ôi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục quan sát xung quanh nha anh em. Hiện tại thì với những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng, đó, những cái kinh nghiệm mà mình đã hướng dẫn với anh em thì đã giúp cho anh em đứng ở top 14 rồi. Tầm này thì anh em vẫn sẽ chưa được cộng điểm nhiều đâu. Hiện tại thì mình đang bạch kim 4 và mình muốn cộng điểm nhiều hơn nữa để lên rank thần tốc. Thế nên là chúng ta sẽ phải quan sát kỹ xung quanh. Nếu như mà cái địch chạy mà không có vật cản ấy thì anh em có thể là bắn súng ok. Hạ nó luôn anh em. Đơn giản thôi. Thì nó là cái kinh nghiệm mình chia sẻ cho anh em và tất nhiên là anh em có thể ngồi yên nhé. Nên nhớ tầm này anh em nên ngồi yên và lắng nghe. Nếu như có tiếng chân là có cái địch sắp lên và anh em sẽ cần phải... Các bạn thấy chưa? UAV đã làm lộ vị trí của anh em. Có hai đứa ở trong kia nữa nhưng anh em không cần lo lắng lắm. Bởi vì hai đứa đấy có khả năng là chúng nó chơi team up với nhau hoặc đang chuẩn bị xử lý nhau. Ok anh em, tiếp tục quan sát nha mọi người. Đấy đấy, hai đứa này khả năng rất cao là chơi team up với nhau hoặc là đang đuổi nhau. Đã chạy ra xa rồi, mỗi đứa một đầu rồi. Như vậy là khả năng team up thì khá là khó. Một đứa đã di chuyển. Còn một đứa thì vẫn đang ở trong cái khu vực khu dân cư. Anh em có thể là vuốt hai con tay và zoom to bản đồ lên để quan sát kỹ hơn. Được rồi, mình sẽ canh một số đứa chạy đảo dừa vào thì không có này. Đèo đá thì sao nhỉ anh em? Đèo đá thì cũng không có luôn, có xe. Có xe thì anh em có thể ngồi yên nhá. Tùy vào loại xe nhá. Với loại xe này anh em sấy rất là khó, hầu như là anh em tốn đạn thôi. Còn đối với xe quân đội, xe mui trần hoặc xe máy anh em sấy ok luôn. Không phải ngán ngẩm bất cứ thứ nào cả. Tầm này, anh em thấy chưa? Tầm này anh em gần bo thôi. Các bạn không cần phải chạy vào bo trước nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục ngồi đây và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cho anh em một phút nữa này. Tầm này thì anh em đã đứng ở top thứ 12 rồi. Đấy. Tiếp tục zoom to cái bản đồ lên để phân tích này. Tầm này thì nếu mà như ở trên đồi anh em sẽ rất là cam bên dưới thì khá là ok. Nhưng mà những cái bọn ở phía sau anh em nó sẽ hạ gục anh em rất là dễ. Thế nên là khi mà bo thu đến đây gần vị trí của anh em chạy đại vào một trong những cái căn nhà ở đây. Đó, thì nó sẽ là một vị trí ok. Đặc biệt ở đây sẽ có một căn nhà trắng nha anh em. Nó chỉ có một cái đường lên duy nhất. Đó, ngoài ra thì vị trí lốp xe thì nó cũng dễ, anh em có thể phát hiện được. Thế nên là anh em không lo lắm, được chưa mọi người? Tầm này thì còn 20 giây nữa này. Anh em vẫn chưa nên chạy vào bo vội nhá. Thấy chưa? Chúng nó vẫn đang đi đâm nhau này anh em, bình tĩnh bình tĩnh. Các bạn đừng nổ súng, nổ súng bây giờ là nó sẽ là tình huống bất lợi cho anh em. Đến lúc nổ súng rồi và anh em đã bị lộ vị trí. Ôi vãi trưởng. Tầm này là bị lộ vị trí rồi anh em ơi. Chuẩn bị chạy lại. Nhưng mà nó đang yếu, nó đang mất máu, anh em không lo lắm. Chạy thẳng check bên phải nha anh em. Cứ chạy thẳng check bên phải cho mình này. Không phải sợ với con thằng nào cả anh em. Rồi, tầm này thì anh em cứ vào nhà trước đã. Anh em hạn chế cho mình được những cái pha giao tranh nha anh em. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều. Hai đứa đang xé nhau. Và cơ hội tốt dành cho anh em vào bo, giúp cho anh em có được một cái vị trí ô tốp cao hơn. Nhà chữ L cũng khá là ổn. Và bên cạnh thì mình đã thấy là đã có đứa gài mình rồi anh em ơi, ngồi đây. Ngồi đây và canh. Có một đứa đang chạy xe linh tinh nha anh em ơi. Nó đang canh đấy. Hai đứa chạy xe, một tình huống khá là căng thẳng. Nhà bên cạnh có người nha anh em, một đứa. Nếu như mà anh em có thể cắn sọ được thì ok, nên cắn sọ. Nó đang ngồi đấy nó canh anh em ơi. Mình nghĩ là có thể cắn sọ được. Một đứa chạy lên. Nó chuẩn bị chạy lên. Chạy lên nào. Lên bảng. Lên đây Hải mê. Lên đây hay là lên bảng vậy?
Lên bảng nhá. Một đứa nữa hả? Qua đây qua đây. Thầy giáo sĩ cho lên bảng hết bây giờ. À quên, thầy giáo kẹo anh em ơi, quên quên. Thằng bên kia vẫn đang canh mình nhá. Anh em bình tĩnh. Tầm này thì mình chưa có một ít nha anh em. Hôm sát thằng này có thêm một keo này. Ổn phết này. Điệu chóa thế hả? Một ít thằng này không có. Có liệu qua đây à? Sợ quá nhỉ, có liệu qua đây cơ à? Đây rồi, đây rồi. Lên bảng. Xong. Đứa này nữa hả? Chạy qua anh em ấy, đã đến lúc anh em phải chiến đấu rồi. Qua thằng đấy luôn đây, nó phía sau. Mình tính anh em kệ nó đi, bỏ qua bỏ qua. Pha này anh em bỏ qua nha, anh em chạy bo. Tần này mình nghĩ là anh em nên chạy bo, không nên giao tranh làm gì cả. Chạy vào bo sẽ là giúp cho anh em sống dai hơn. Kệ cho nó, kệ cho nó. Đến lúc anh em phải chạy bo rồi. Tần này thì những đứa trên đồ chúng nó sẽ là những cái đứa mà có lợi nhất nha anh em cứ chạy xa cho mình nhá. Chạy xa cho mình nhá anh em. Tả đá có một đứa đây. Tả đá có một đứa này. Đậu xanh xây nó. Xây nó anh em, xây nó anh em. Xây nó anh em. Đậu xanh này. Ui hơi bị căng, hơi bị căng. Đã đến lúc anh em vào bo rồi. Chạy thẳng vào bo. Thẳng vào bo tầm này sẽ không đứa nào quan tâm đâu anh em. Dựng một cái keo ở đây. Đến lúc nữa anh em dựng một bóng keo ở đây. Ok, hai bóng keo. Giúp cho anh em an toàn nhá. Cuốn máu, cuốn máu. Nhanh tay cuốn máu. Còn lại có 3 đứa nữa thôi anh em ơi. Chắc chắn là chỉ có thằng bên này nó sẽ ăn mình trước này. Hạ nó, xây nó. Chỉ có nó là đứa ăn mình trước thôi. Thằng bên kia nó sẽ là một cái góc khuất, nó rất là khó để ăn mình. Nếu như ăn được nó anh em có thể đẩy lên. Ăn được nó dễ mà anh em. Nó đang nằm ở ngay cái góc này thì vị trí thuận lợi cho anh em đến rồi. Nhưng mình vẫn chưa muốn lên ăn vội bởi vì là thằng bên kia đang canh nữa. Chắc chắn thằng bên kia sau tảng đá. Thằng này thì ăn cũng dễ thôi anh em. Nó nằm ngay cái góc này mà anh em. Ngay góc này mà anh em, ngay góc này mà anh em. Ngay góc này mà anh em. Cái đậu xanh này khi mà qua thu lại lập tức anh em để lên. Bên trước có một đứa. Sấy đánh ra hướng. Sấy đánh ra hướng. Sấy đánh ra hướng. Ok hay lắm. Thằng bên dưới nữa. Thằng bên dưới này, thằng bên dưới này. Đậu xanh, chạy bo, chạy bo. Đến lúc anh em phải chạy bo rồi. Đuổi theo thằng này. Đứng phía sau nó sẽ là một vị trí an toàn nha anh em. Dựng một keo lên. Tiếp tục đẩy lên. Vào bo, sấy. Xong. 4 kill rồi anh em, thằng cuối, thằng cuối. Mình thấy nó rồi nha anh em, thấy rồi. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh, không phải lo. Tầm này anh em bình tĩnh không phải lo, bình tĩnh không phải lo nha. Còn mình nói thôi anh em, còn mình nói thôi. Câu liệu à? Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy mày? Làm sao đấy mày? Làm sao đấy mày? Xong. Câu 1. Yes. Quậy thôi anh em. Ui dồi ôi. Đã bảo là thầy giáo kẹo hướng dẫn cho anh em mà không hứa có thể giúp cho anh em được top 1. Nhưng mình hứa cho anh em sẽ được cộng nhiều điểm nhất và leo rank thần tốc lên nha anh em ơi. Ok. Với trận đấu như thế này anh em sẽ được cộng 45 điểm cho rank bạch kim 4 nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.